Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 tập 1 sách kinh diệu. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập trang 38. Bài số 1 tính nhẩm. 8 cộng 3 là bằng 11. 11 ta trừ 8 là bằng 3. 11 ta trừ 3 là bằng 8. 5 cộng 7 là bằng 12. 12 ta trừ 5 là bằng 7. 12 ta trừ 7 là bằng 5. 3 cộng 9 là bằng 12. 12 ta trừ 3 là bằng 9. 12 ta trừ 9 là bằng 3. Chúng ta qua bài số 2. Số 6. Như vậy số 6 chỗ này là có ý nghĩa gì đây? 12 ta trừ cho 6 là bằng 6. Vậy 13 ta trừ cho bao nhiêu chỗ này là bằng 6? 13 ta trừ cho 7 là bằng 6. 14 ta trừ cho bao nhiêu chỗ này bằng 6? Vậy ta 14 ta trừ cho 8 là bằng 6. Kết quả chỗ này là bằng 7. 11 ta trừ cho 4 là bằng 7. 12 ta trừ cho bao nhiêu chỗ này bằng 7? 12 ta trừ cho 5. Đây là cái kết quả là bằng 8. 11 ta trừ 3 là bằng 8. 12 ta trừ cho 4 là bằng 8. Như vậy tiếp theo chỗ này chúng ta sẽ có cái gì, chỗ này chúng ta trừ nhau là bằng 8. 11, 12 thì trên chỗ này chúng ta sẽ chọn 13 được không? 13. 13 ta trừ cho 5. Trừ cho 5 là bằng 8. Bài này là kết quả là bằng 9. 14 ta trừ 5 bằng 9. 15 ta trừ cho 6 là bằng 9. 14, 15, chỗ này chúng ta sẽ chọn 16 được không? 16 ta trừ cho 7. Rồi, ta trừ cho 7. Cái này nó có cái màu nó hơi mờ mờ nha. 16 ta trừ cho 7 là bằng 9. Chúng ta qua bài số 3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Đây là kết quả và kết quả. Chúng ta có những cái chìa khóa và có những cái phép tính. Chúng ta đi tính rồi chúng ta nấu vào. Và chúng ta thì đi tính hết rồi chúng ta sẽ nấu là sao nha. Cái này kết quả là bằng là gì đây? Bằng 8. Cái này là 17 ta trừ cho 8 là bằng 9. Cái này là bằng 7. Cái này là bằng 6. 18 ta trừ cho 9 là bằng 9. 15 ta trừ 9 là bằng 6. 15 ta trừ cho này là bằng 7 thì chỗ này nó hơi ấy, có thể ghi 7 như này ha. 13 ta trừ cho 5 là bằng 8. Rồi, chúng ta bây giờ nối. Kết quả đây 8. Cái này vẽ ha, chứ đừng có lấy thước cải nó bị trùng, nhưng nó bị dính cho những cái này khó. Rồi cái này thì đây 8 vào đây. Rồi cái nào 8 nấu là vào luôn đây. 8 đó. 7 đây. Rồi còn nào 7 không? 7 đây. Dòng đây này vô. Rồi 9 nấu vào đây. Rồi còn cái nào 9 không? Cái này 9. 9 thì dòng vô đây. Rồi 7. Cái này là 66. Nó nấu vào đây. À 66. Rồi xong. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài B. Bài này thì chúng ta làm bên tay trái qua phải. Bài này cũng vậy, từ trái qua phải. Trái qua phải, trái qua phải. Như vậy thì ta lấy 11 ta trừ 3. 11 ta trừ 3 trước.
10 mốc ra trừ 3 là bằng 8. À, 8 ra trừ cho 1 là bằng bằng 7. Bài này 15 ra trừ cho 4 là bằng 10, 11. 11 ra trừ cho 2 là bằng bằng 9. 17 mà ta trừ cho 2 là bằng 15. 15 ra trừ 6 là bằng bằng 9. 14 mà ta trừ cho 7 là bằng 7. 7 ra trừ cho 5 là bằng bằng 2. Đọc qua bài số 4. Chọn chọn số trừ trong các số đã cho và tín hiệu. Rồi như vậy chúng ta tính bên bạn này trước. Rồi. Chúng ta lấy người ta họ lấy mẫu là người ta họ 11 ta trừ cho 4 là bằng 7. Như vậy trong này là không có số 4. Rồi, không có số 4. Thì bắt đầu chúng ta sẽ chọn chọn từ số 1 rồi lớn dần nè. Như vậy chúng ta sẽ có những cái phép tính như sau. Là đây. Thì ghi ở đây ha. 11 chúng ta trừ cho 1 được không? Bằng 10. Rồi 1 rồi đúng không? Chúng ta chọn con số 2. 11 nó trừ cho 2 là bằng 9. Số 2 tới số 3. 11 nó trừ cho 3 là bằng 8. Rồi tiếp theo số 3 là tới số số 4 thì không có, trong này không có. Chúng ta chọn qua số 5. 11 nó trừ cho 5 là bằng 6. Số 5 là tới số 6 không có. Số 7. 11 ta trừ cho 7 là bằng 4. Nè. Rồi số 7 là tới số 8. 11. 11 ta trừ cho 8 là bằng bằng 3. Rồi 8 là tới số 9. 11 ta trừ cho 9 là bằng bằng 2. Rồi xong. Rồi, chọn từ số nhỏ đến số lớn. Rồi bạn bên này cũng vậy. À, chúng ta sẽ có là 12. Ta trừ cho số đầu tiên số nhỏ là 1. Vậy là bằng 11. Rồi 12 ta trừ cho 2. À, 2 đây. Vậy là bằng bằng 10. Rồi 12 ta trừ cho 3 là bằng bằng 9. Rồi, như vậy 12 ta trừ cho 4. À, trong này không có số 4. Ta trừ cho 5. 5 là bằng bằng 7. 12 ta trừ cho 6. Trong này không có số 6. Chúng ta trừ 7 là bằng bằng 5. 12 ta trừ cho 7 rồi tới 8 là bằng 4 và tới cuối cùng là 12 ta trừ cho 9 là bằng bằng 3. Đó là những cái phép tính. Chúng ta qua bài số 5. Bát súa có 15 giò phong lan. Cái giò là cái phần này xong chưa? À. Xong rồi chúng ta thầy đẩy lên nha. Đây. Cái giò là những cái mà để trồng cái phong lan này nè. Trong này gồm những cái than, rồi phong lan nó bu vào nó sống. Đây, đó gọi là cái giò phong lan. Bác đã bán đi 7 giò, hỏi bác súa còn lại là bao nhiêu giò phong lan? Giờ là bán đi 7 thì chúng ta lấy 15 ra trừ cho 7. Nào. Rồi chúng ta lấy 15 này, chúng ta có tổng cộng là 15 ra trừ cho 7. Vậy là bằng còn lại là 8, 8 giò. Đáp số là 8 giò phong lan. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.